rồi là nồi chiếc Vino V1 nha anh em. Xe này là đi giao hàng á, giờ rất là nhiều nên là nồi nó bị cháy nha anh em. Xem được đó, nó sắp không bố bị cháy hết rồi. Chiếc này là giao nồi nha, giờ mình sẽ rơ chung nhau cho anh em xem. Rơ khá là nhiều nha, mở ra mình làm lại theo bạn mình nha, làm rồi tua và ghim làm lên nha anh em. Rồi bây giờ sẽ tiến hành mình bỏ đồ mình làm, mình làm xong quay cho anh em xem nha, test cho anh em xem nó bốc nha. Rồi đây là sau khi mình làm xong rơ nhẹ nha, con này tán không được cứng quá nha anh em. Cứng quá nó giặt cái nồi không mà mình tán là vẫn còn đâu, mình cho anh em chạy luôn nha. Rồi giờ mình tiến hành mình bắt nồi vô, xong mình sẽ test vào bóc cho anh em xem nha. Rồi xong. Mưa. Tối trời tới đất luôn. Sài Gòn đã vắng rồi, thêm mưa nữa. Ồ. Không kịp dắt xe luôn. Rồi, đây hai ba cục máy 300 mì gã gấp. Còn dơ lên máy nữa nè. Mưa như làm suối đổ. Tóc nổi luôn. Quá mưa. Đường máy lô bồ. Cái bồ năm mà dân đầu lòng chạy hư hết rồi. 300 cũng hư giờ luôn, 300 hư giờ luôn. Lên trái 74 luôn. Làm mới luôn á.